Nhiều lúc nhắn tin cho bạn bè mà mỏi tay quá vì đứa bạn mình nói dai, nói dài. Nhiều lúc quên bút, quên sổ, lấy gì để ghi chép. Nhiều lúc lười đánh máy, chỉ muốn có một phần mềm giúp mình chuyển đổi giọng đọc thành văn bản. Nhiều lúc quá bận rộn, không có thời gian để nhập một nội dung văn bản hay báo cáo nào đó, vân vân trời mây. Chẳng lẽ phải dùng chức năng search by voice tìm kiếm bằng giọng nói trên Google? Nhưng trời ơi, ở đây không có wifi, gói mạng 3G di động lại hết tiền. Làm sao bây giờ? Đừng lo, hãy để Clip 365 mách bạn app chuyển đổi giọng nói thành văn bản 2019 hay có tên gọi khác dịch từ giọng nói sang văn bản hoặc nói văn bản. Đây là ứng dụng miễn phí cho phép bạn tạo văn bản từ giọng nói trên thiết bị Android điện thoại thông minh smartphone của bạn. App này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bạn chỉ cần chọn ngôn ngữ, sau đó click vào nút Mic Pro. Ứng dụng sẽ tiến hành ghi âm giọng nói của bạn và chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản trong tích tắc. Với app này, bạn có thể nhanh chóng tạo các bài viết, báo cáo, ghi chú chỉ bằng giọng nói mà không cần nhập nội dung văn bản. Các tính năng ưu việt của app chuyển đổi giọng nói thành văn bản 2019 là rất tuyệt vời. Cụ thể như bộ nhận dạng giọng nói hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, dễ dàng tạo ghi chú văn bản, SMS, email, tweets bằng cách sử dụng giọng nói của chính bạn. Hỗ trợ tùy chỉnh từ điển, bạn có thể thêm các lệnh riêng bao gồm các dấu chấm câu, số điện thoại, địa chỉ. Độ chính xác của văn bản được chuyển đổi từ giọng nói cao đạt tới 95%. App cũng hỗ trợ xuất file văn bản được chuyển đổi từ giọng nói sang định dạng PDF hoặc di chuyển sang thẻ SD. Dễ dàng điều chỉnh cỡ chữ, kiểu chữ, chủ đề của văn bản. Giao diện ứng dụng thân thiện và dễ sử dụng. Hỗ trợ tiếng Việt dễ dàng sử dụng. Miễn phí tải xuống và miễn phí sử dụng trên thiết bị Android của bạn. Nào, bây giờ mình cùng khám phá từ khâu cài đặt đến khâu sử dụng app này nha. Cũng giống như các app trước đây mình đã hướng dẫn, đầu tiên các bạn vào CNN hay Google Play để gõ từ khóa tìm kiếm app. App xuất hiện, bấm cài đặt. Đợi vài giây cho quá trình cài đặt được diễn ra. Cài đặt xong, bạn bấm mở ứng dụng. Bạn chọn cho phép nói văn bản ghi âm. Tiếp tục cho phép nói văn bản truy cập vào ảnh, phương tiện và tệp trên thiết bị của bạn. Sau đó, bạn xác nhận OK. Giao diện ứng dụng mở ra và bạn tiến hành sử dụng. Trước khi nói để chuyển thành văn bản, bạn tùy chọn ngôn ngữ. Ở đây tôi chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Chọn xong, bấm OK. Sau đó, bạn bấm vào nút Micro. Ứng dụng sẽ tiến hành ghi âm giọng nói của bạn và chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong tích tắc. Giờ thì tôi sẽ thử cho các bạn thấy. Giờ đây, việc cài đặt của bạn đã hoàn thành. Bạn chỉ việc mở ứng dụng ra và bắt đầu sử dụng. Đầu tiên, bạn chọn ngôn ngữ nói để app chuyển sang văn bản. Mình là người Việt Nam, mình sẽ chọn tiếng Việt. Chọn xong, mình bấm OK. Đến đây, mình muốn dừng nói lại để lưu văn bản. Nói xong, bạn bấm vào nút Micro để dừng. Sau đó, bấm Lưu và đặt tên cho tệp tin văn bản. Lưu xong, nếu không thích, bạn có thể xóa tệp tin này. Tệp tin sau khi lưu sẽ được lưu trữ trong app và bạn có thể chia sẻ hoặc copy dán nó tới các ứng dụng khác như Word, Zalo, Facebook, tạo ghi chú văn bản, gửi tin nhắn SMS, email, chat thư điện tử, v.v. Giờ đây, bạn có thể khám phá thêm các tính năng khác của app này. Trong đó đáng chú ý là 7 tính năng cơ bản trong mục cài đặt, gồm tự động lưu tệp tin, ghi chú mới khi khởi động app, cỡ chữ và kiểu chữ văn bản, chủ đề tối, chủ đề này sẽ tốt cho việc tiết kiệm pin điện thoại của bạn, cài đặt thời gian mặc định nghỉ, trong một thời gian được mặc định thì app sẽ tự động không thu âm nữa. Đến đây, tôi tạm dừng video giới thiệu về ứng dụng này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Clip 365 trên YouTube để ủng hộ và theo dõi các video mới tiếp theo của chúng tôi. Chào thân ái và hẹn gặp lại!